Em Rồi. chào tất cả các anh các chị ở trên diễn đàn ạ. Rồi, ok, xin chào ạ. Vâng. Qua những cái thông tin các anh chia sẻ thì em cũng vào để gọi là đóng góp cái ý kiến thôi. Rồi, ok, mình là người dân mà. Mình trước hết là cái chỗ mà nói về cái Trường Sa, Hoàng Sa thì em xin phép nói về cái chỗ đấy. Xong lát rồi mới nói cái chỗ mà quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc sau. Okay. Trên một số cái diễn đàn hiện nay như ở ngoài hải ngoại ấy, người ta đang gào hét, người ta bảo là Mỹ nó giúp Việt Nam lấy lại đảo. Em nghĩ là nó xa vời và nó buồn cười quá. Đúng rồi. Bởi vì theo cái góc nhìn của em thì thiếu phân tích ở góc độ lịch sử. Năm 1954 là mình có Hiệp định Geneva đúng không ạ? Và cái Hoàng Sa là nó thuộc về phía 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 trong quản lý, mình nói phía trong đi, tức là bên Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Còn thì bởi vì nó nằm phía trong của giới tuyến 17. Và năm 1974 ấy thì là Trung Quốc nó dùng vũ lực nó đánh nó chiếm luôn. Thế thì vậy về cái thời điểm đó thì phải nói là Việt Nam Cộng Hòa đang là đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Hưởng rất nhiều cái viện trợ trực tiếp từ Mỹ và là một trong những cái lá chắn để chống cái làn sóng đỏ như người ta nói xuống khu vực Đông Nam Á. Thế tại sao lúc đấy giờ Trung Quốc mà nó đánh chiếm Hoàng Sa một cách trắng trợn như vậy, tại sao lúc đó Mỹ nó không giúp để lấy lại? Thế vậy thì bây giờ mình là một nước theo đường 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 hướng xã hội chủ nghĩa đúng không ạ? Mà nói thẳng ra chúng ta đang là cộng sản thì chẳng có cái lý do gì mà Mỹ nó lại đứng ra nó lấy giúp cho Việt Nam, cái đấy là nó mơ hồ. Cái thứ hai nữa là về nó một số anh em kể cả trong nước có một số thành phần cộng với những người hải ngoại nói rằng là Việt Nam mình đã dâng cái đảo cho đảo Trường Sa cho Trung Quốc. Cái điều đó nó càng phi lý. Và em đóng góp ý kiến ở đây để các anh mở rộng cái diễn đàn để cho nhiều người được biết hơn về các cái thông tin về các biển đảo của mình. Để tránh bị bọn nó xỏ mũi. Cái điều đầu tiên là cái quần đảo hoặc Trường Sa của mình hiện nay là theo như thông tin em được biết là mình đang kiểm soát 21 điểm đảo. Cả đảo chìm, 48, đảo, đảo, 48 đảo, đảo, đảo chìm. Đảo và điểm đảo. Đảo và điểm đảo. 48 đảo và điểm đảo. Đúng. Đấy là anh tính cả nhà giàn và các khu vực bãi. Còn nếu mà các điểm đảo là 21. Thế thì Duy chỉ có Gạc Ma và Gạc Ma và hai điểm đảo nữa, mà cụ thể là Gạc Ma năm 1988 là mình bị nó đánh chiếm trắng trợn thôi, và có 64 anh hy sinh, có một anh là sống sót. Thế thì bản thân là em đọc ở trong một số tài liệu mà bản thân em cũng từng ở trong quân đội thì Việt Nam mình cũng có tổ chức, có ý đồ tổ chức đánh chiếm lại, nhưng sau đó không đánh chiếm nổi bởi vì nó đã lên đến đảo chiếm giữ và nó tổ chức phát điện và cắm lưới điện xung quanh không lên được. Thế thì mình mất rồi thì bây giờ cái đó nó thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Và nó cứ nói rằng là mình đã dâng toàn bộ cho Trung Quốc. Tuy nhiên là em có một cái thông tin đó là năm 2014 thì ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn ấy, có đưa một cái đoàn Việt Kiều là tức là gồm rất nhiều quốc gia, trong đó chủ đạo là Mỹ, ra tận Trường Sa. Và trong đó có cả ông Nguyễn Ngọc Lập và cái ông gì Hùng nữa, là những ông chống cộng nổi tiếng. Nguyễn Phương Hùng. Chứng kiến. Nguyễn Phương Hùng chứng kiến trực tiếp là cái đảo nó còn tồn tại, tất cả nó thuộc về chủ quyền Việt Nam. Thế tại sao lại nói là dâng cho Trung Quốc hay như này khác? Về quan điểm của em thì dù là cộng sản lãnh đạo hay bất cứ một ai lãnh đạo thì người Việt mình có một cái truyền thống 4.000 năm nay, đó là chưa bao giờ để cho mất một phân đất nào, đó là chính xác. Vấn đề là giữ như thế nào? Thế thì các anh cũng phải có những cái bài tuyên truyền hoặc mở rộng cái diễn đàn ra để cho nó người dân hoặc là một số thế hệ trẻ người ta tiếp cận với cái thông tin. Để người ta nắm được cái thông tin, chứ hiện nay một số anh em trẻ người ta rất ít thông tin và mù mờ về cái chuyện đó. Alo ạ. Rồi rồi, mình nghe được tốt mà. Dạ vâng. Nên là rất mong các anh có những cái diễn đàn, các anh mở rộng các diễn đàn để phản biện được những cái đó với những cái lập luận theo cái kiểu như của đám ông Tân Thái. Em nói một câu lịch sự là ông, bởi vì cũng lớn tuổi, hoặc là như cái anh bạn Benny Chột, hoặc là như một số cái thành phần nó phát ngôn cuồng. Thứ hai nữa là các anh cũng phải có một số cái phương pháp, tức là mình triển khai những cái gì đó mình để mình bảo vệ được cái danh dự cho các vị lãnh tụ của mình, ví dụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình. Các anh vẫn phải có những cái thông tin nó rõ ràng hơn để cho cái giới trẻ người ta tiếp cận được cái thông tin. Thế nhiều bạn bây giờ đi học thật nhưng cũng không nắm được những cái điều đó. Đấy là nói về biển đảo. Còn nói thêm một chút nữa về bãi Tư Chính. Hiện nay là các anh ấy
ở hải ngoại đang tung cái tin là Việt Nam mình đã dâng cái bãi tư chính cho Trung Quốc. Nói xin lỗi, em nói câu này nó hơi nặng, nó hơi vô văn hóa một tí. Mấy ông cảnh sát biển với lại mấy ông kiểm ngư mà ông mà nghe được mấy cái thằng đấy nói chắc ông đá và mõm không trượt phát nào. Đây em xin lỗi các anh các chị trên diễn đàn. Bởi vì người ta đã đem cả cái sinh mạng của người ta, đem cả tất cả mọi cái hy sinh ra đấy quần đảo. Ở ngoài đó có khi hàng mấy tháng trời em có hai thằng bạn, một làm bên kiểm ngư, thậm chí là cận kề luôn. Người ta chấp nhận nguy hiểm để người ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong khi nói cứ bảo là dâng lên rồi, đó là cái điều vô lý. Các anh cũng cần phải làm sáng tỏ những cái việc đó để cho mình là tạo lợi dụng cái mạng, cái trang mạng, lợi dụng cái thông tin nó phổ biến như này mình đưa ra để cho phản biện lại những cái luận điệu đó, để nó tránh tiêm nhiễm những cái đó vào đầu những cái giới trẻ. Cái thứ ba nữa là hiện nay nó chủ đạo nhất, người ta đang khoét vào một cái vấn đề, đó là mình dựa Trung Quốc, tức là mình phụ thuộc Trung Quốc, thậm chí lãnh đạo của mình còn do Trung Quốc bổ nhiệm chỉ đạo. Thì có hai alo ạ. Có hai cái hỏi mơ hồ và hỏi suy diễn theo cái tư duy của những cái kẻ mà em nói thật thất học. Cái điều đầu tiên là một đất nước này áp đặt lên đất nước kia một cái điều kiện gì đó, có chứ không phải không có, nước lớn luôn có thể áp đặt được nước nhỏ. Tuy nhiên cái vấn đề là mình duy trì được cái quan hệ ngoại giao cân bằng, duy trì được cái quyền lợi của dân tộc mình, cái lợi ích của đất nước mình. Họ chả hiểu được cái điều là mình đang sống cạnh một cái thằng khổng lồ, thằng Trung Quốc nó lớn như thế, quy mô kinh tế của mình mới khoảng 350 tỷ đô thôi, trong khi đất nước nó quy mô kinh tế bây giờ nó rơi vào tầm trên 30 ngàn. Nó là một trong những cái thị trường chính để mình xuất khẩu đủ các thứ sang bên đất nước nó, bởi vì các chỉ tiêu kỹ thuật hàng hóa xuất sang đất nước nó còn, với các công nghệ đất nước mình xuất sang đó nó còn chấp nhận được. Mình chưa đủ khả năng để xuất tất cả sang châu Âu hay sang Mỹ hay sang một số cái thị trường khác, thì nó là cái nơi để tiêu thụ cho mình. Ngược lại, cái này có một anh khách mời nói rất chính xác, nó là một trong những cái nơi cung cấp được cái nguyên liệu rẻ tiền, phù hợp cho cái Việt Nam mình phát triển. Hai cái đó là đương nhiên là người ta gọi là gắn nó trong tính chất là chuỗi cung ứng, nó buộc phải liên quan đến nhau. Còn nếu mình bây giờ mình thoát Trung Quốc ở trong lĩnh vực phụ thuộc kinh tế, thoát Trung Quốc em đảm bảo mình suy thoái ngay lập tức. Và em cũng khẳng định rằng các vị lãnh đạo của đất nước mình không ai người ta không nghĩ đến cái chuyện thoát. Vấn đề là thoát từ từ, thoát bằng cách nào. Chả ai muốn đi phụ thuộc một cái ông bạn đều đấy cả. Mình là người dân, mình còn suy nghĩ đấy là một ông bạn đều, thì tại sao các vị lãnh đạo không nghĩ được cái điều đó? Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em thấy có một cái nó rất là phi lý, nên là cũng rất là mong các anh đưa ra được những cái thông tin nó cụ thể để cho những cái giới trẻ người ta tiếp cận được với các thông tin chính thống để có cái suy nghĩ chính xác hơn. Đấy, kể cả trong cái diễn đàn này cũng vậy thôi, các anh cũng chấp nhận cho kể cả bên những cái người mà người ta tôn thờ cái lý tưởng của người ta là thế này thế kia, nói lịch sự là thế này thế kia, hay nói trắng phớ ra là những cái người mà người ta còn mơ hồ cái vấn đề Việt Nam Cộng Hòa để người ta vào đây. Nhưng nếu những ai mà đưa ra những cái lời lẽ tranh luận mang tính chất tục tĩu thô bạo, các anh có thể block. Còn những người đưa ra những quan điểm của họ, các anh vẫn cứ cho vào bình thường. Đúng rồi, cho vào bình thường. Và những người như bọn em đủ trình độ để lên phản biện, không cần các anh phải nặng lời. Chứ em thấy rằng là bản thân cái phía bên phía một số người hải ngoại, người ta lợi dụng triệt để cái mạng xã hội này, người ta đưa ra những cái thông tin nó méo mó, trong khi đó vào nhìn cái lượng theo dõi có khi lên đến 1-2 ngàn người. Thế thì các anh cũng phải có những cái mình cũng phải học họ. Đó là mình cũng phải quảng bá rõ cái thông tin của mình ra. Mình yêu đất nước mình thì mình phải có cách xây dựng. Chứ anh em mình không rỗi hơi, không vô công rồi nghề, không câu like. Có cái điều là mình bảo vệ cái lý tưởng của mình, bảo vệ cái đất nước của mình. Và các anh cứ đặt cho họ một cái câu hỏi. Em lấy ví dụ như hôm vừa rồi, cái chỗ kẹo bạn ông Tân Thái, ông nói rằng Việt Nam chống dịch nó là một cái may mắn, do sự cầu nguyện được che chở. Em xin lỗi tất cả những người có tôn giáo, em không dám xúc phạm đến vấn đề tôn giáo. Nếu không có những biện pháp làm cách ly xã hội mà không có biện pháp làm triệt để khoa học, thử hỏi một cái đất nước như đất nước mình này, nếu nó ở mức độ 10.000 người bị, 20.000 người bị, lúc đó chống đỡ làm sao? Đức sinh mạng người dân như nào? Vậy thì khi mà cái chính phủ người ta đưa ra được những cái phương pháp quản lý xã hội ngay tại thời điểm đó chính xác,
thì người ta giảm bớt đi một số cái quyền quyền đi lại của con người để bảo vệ chính cái mạng sống, cái sức khỏe của người dân, thì mình phải ủng hộ. Mà đặc biệt cái điều này là nhân dân cả nước không, người ta ủng hộ. Em cứ lấy ví dụ ngay trong cái tỉnh em là cái tỉnh Thái Bình này thôi, họ triệt để thực hiện. Kể cả những người rất ít học họ vẫn bảo chính quyền nói sao mình chấp nhận như vậy, đồng ý, có gì đã có chính quyền lo. Và bản thân chính quyền họ cũng tuyên truyền, họ đến từng nhà họ nói ngay, trong mọi trường hợp xấu nhất đều cứ yên tâm đã có chính quyền. Và thực tế họ làm được như vậy. Em lấy ví dụ, thứ nhất ở các cái khu phố hoặc là những cái nơi mà xảy ra dịch, chính quyền người ta làm triệt để, anh cứ ở trong nhà tôi lo cho anh ăn uống, mọi thứ về sinh hoạt, về mọi cái đầy đủ, đảm bảo mọi quyền lợi cho anh. Còn anh thực sự bị nhiễm virus tôi chữa cho anh không mất tiền. Thế mà lại nói rằng là may mắn với cầu nguyện. Em xin lỗi một lần nữa tất cả những người có tôn giáo. Em ví dụ như ở nước Mỹ, nước Pháp hay Mexico hay Brazil hiện nay người đang theo đạo Thiên Chúa hoặc đạo Tin Lành rất nhiều. Cầu nguyện đi. Em nói thật. Đúng không ạ? Thế hôm em phản biện với ông Tân Thái như thế ở trên diễn đàn, ông không làm sao được. Cuối cùng ông xoay ra cái vấn đề tham nhũng. Các anh cứ nói câu này nó hơi thừa với tất cả các anh các chị ở trên diễn đàn. Nhìn khắp cái Đông Nam Á và cái châu Á mình, đến thời điểm này Việt Nam mình là bình yên. Còn nếu nói về tăng trưởng kinh tế, một số nước người ta có nền kinh tế vững hơn mình, họ đang tăng trưởng âm đều đều. Mà Việt Nam mình là một đất nước gọi là đang ở trong cái tầm phát triển thôi, chứ chưa phải là phát triển. Mà duy trì được mức tăng trưởng hơn 1%, đấy là trong cái thời điểm dịch này, đó là điều rất tốt. Một phần Còn năm đương mốt nhiên, 1,81 anh ạ. Còn đương nhiên trong cái mùa dịch này, tất cả các nước đóng cửa, không giao dịch, không này khác, hàng hóa nó không lưu thông. Mình cứ hiểu nôm na là không lưu thông. Thì đương nhiên nó sẽ xảy ra một cái vấn đề thứ hai, mà hiện nay là các trang mạng nước ngoài ấy, phản động, nó đang bấu víu vào. Đó là cái vấn đề việc làm. Cái nguy hiểm nhất là cái chỗ cái việc làm này, là một số cái người lao động công nhân hoặc là những người lao động phổ thông, khi mà mất cái tí việc làm rồi, mất quyền lợi rồi, thì hay nghĩ sang cái vấn đề tiêu cực, dễ bị bọn nó đưa đẩy, đong đưa, tạo ra những cái dư luận này khác, thậm chí kích động là tụ tập biểu tình thập cẩm ngũ lai. Thì các anh cũng phải có những bài phân tích sâu về cái vấn đề này. Thì tỷ dụ như tại sao nó dẫn đến mất việc làm ở đâu ra, và cũng không nên đổ lỗi cho Trung Quốc. Em nói thẳng, em nghĩ rằng bản thân nhân dân Trung Quốc người ta cũng không muốn người ta chết vì dịch bệnh, và cũng chẳng có cái chính phủ nào làm ra dịch bệnh để đầu độc chính dân tộc mình. Đức Quốc xã nó còn chưa làm vậy. Nhưng mà những cái nào người nào mà suy luận theo cái kiểu đó thì em cho rằng đầu óc nó ấu trĩ vậy. Còn trong một cái trường hợp nào đó có thể người ta là sai sót hoặc là người ta gì đó, quá trình nghiên cứu phòng thí nghiệm thế này khác ở mức độ cao mình không hiểu được, cứ gọi là nó lọt ra đi. Đấy nó là cái xác suất. Các anh cũng phải có những bài phân tích sâu về vấn đề đó và mở rộng diễn đàn để cho những cái tầng lớp lao động người ta có thể là tiếp cận được với cái diễn đàn của mình, họ có những cái thông tin định hướng. Không nên để cho những cái trang mạng mà những cái diễn đàn mà nó có cái ý đồ kích động bêu xíu này khác, nó tạo ra những cái định hướng cho người ta trong những lúc tâm lý nó không vững. Bởi vì em thấy ở trong cái diễn đàn các anh em theo dõi rất lâu rồi, hôm nay mới xin lên. Đại đa phần là các anh các chị trong này là có cái ý thức xây dựng đất nước, và đại đa phần cũng nhìn nhận được có những cái hạn chế của cái đất nước mình. Em cứ nói thật, cứ bảo là cộng sản có chính xác có đúng hết không chưa chắc, nhiều cái sai chứ. Nhưng nếu làm sai ấy, nó là do cái hệ thống, chứ nếu làm đúng được những cái tư tưởng và cái đường hướng chỉ đạo của Đảng cộng sản thì xã hội nó rất tốt. Vấn đề là những người thực hiện có làm được như vậy không, đấy mới là quan trọng. Nên là hôm nay lên thì cũng xin phép được đóng góp ý kiến các anh một số cái tham luận như vậy, bên thứ hai đưa ra ý kiến cá nhân. Nhưng quan trọng là góp ý để các anh mở rộng cái diễn đàn hơn, xoáy vào những cái Nói vấn chung đề mà xã hội. là anh hôm nay lần đầu tiên anh lên cái diễn đàn của tôi thì tôi nhận xét là anh có một cái kiến thức cũng rất là tốt, bao tức là rộng đấy, thì nói chung là tôi sẽ mong anh cũng nên tham gia. Mình là những người dân thôi, mình tức là tham gia với cái sự hiểu biết của mình đấy. Cảm ơn bạn.